Đâu Hiếu, em chứng tỏ là em đã lớn trưởng thành sau cái chuyến đi này coi. Bên đây lẽ trưởng thành của Hiếu. Cầu cho Hiếu nói chuyện có duyên. Em đã trưởng thành rồi. Ba, ba, ba mẹ với chị đừng lo nữa. Thôi lo cho em tiếp đi. Đó đó. Còn Hoàng ơi, trước khi lo mẹ con về cho bú cái. Đó đó đó, đúng rồi đó, hay lắm. Ủa xong chưa? Trời ơi. Trời ơi. Tập mau đi chứ dữ vậy.